Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14 và tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu một số tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng đe dọa một phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau loạt bài điều tra của VTC14 về những vi phạm trong quản lý chất thải y tế của các bệnh viện, phòng khám, hôm nay làm việc với chúng tôi, đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các bệnh viện, phòng khám nếu phát hiện sai phạm. Tại Bắc Ninh, người dân bức xúc vì công ty chuyên xử lý về môi trường lại gây ô nhiễm. Trong phần tin quốc tế, nhiều trường học phải đóng cửa vì lũ lụt ở Tây Ban Nha. Mỹ, cha bị kết án tù chung thân vì để con chết trong ô tô. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều tỉnh miền Trung lại có mưa lớn trong ngày hôm nay. Đỉnh lũ có sông đã vượt mức báo động 3, cộng với việc các hồ chứa ồ ạt xả lũ đã khiến cho nhiều vùng hạ du ngập sâu trong nước. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Sáng nay, nước trên cầu sông Vệ đã vượt mức báo động 3. Lũ lên nhanh tràn vào nhà, uy hiếp các hộ dân sinh sống ven sông. Do đã quen từ đợt lũ trước nên người dân nhanh chóng tiến hành di dời đồ đạc, những vật dụng cần thiết như lúa gạo và các nhu yếu phẩm lên cao. Bây giờ là gặp lúc cái dưới hồng cầu mới á, là lúc 2 giờ sáng. Cho là lúc khi nó trâu em cũng mất cái 500 dịch. Nước lũ trên sông Vệ dâng cao chảy xiết đã làm cho nhiều xã vùng hạ lưu sông Vệ thuộc huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức ngập trong nước. Nhiều khu dân cư tiếp tục bị chia cắt, các tuyến đường giao thông liên xã tạm thời gián đoạn. Lũ trầm lên lũ nên người dân rất khó khăn để ứng phó. Heo bò thì giờ mình chuyển vô, nếu trường hợp mà bây giờ mình chuyển lặn vô trong nhà mà trường hợp mà nếu mà nước lớn lên nữa thì đúng là cùi bò phải cho đứng ở dưới nước thôi. Đầu tiên là ưu tiên những vùng mà sạt lở, nếu sạt lở là di dời dân ngay đến những nơi an toàn. Thứ hai là đối với những vùng bị ngập, bị cách ly á, thì phải chính quyền cũng như các cấp các ngành là phải đưa lương thực thực phẩm và nước đến cái vùng bị cô lập. Không chỉ có Tư Nghĩa mà rốn lũ Nghĩa Hành cũng ngập trong nước khi mưa lớn và việc xả lũ của các hồ thủy lợi. Để người dân nắm được thông tin về thời tiết, các xã đã chủ động thông báo trên loa đài về diễn biến mưa lũ, hướng dẫn cách phòng chống. Đối với những vùng bị cô lập, các lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Tính đến chiều tối nay, Quảng Ngãi chưa ghi nhận thêm trường hợp thiệt hại vì mưa lũ. Để không lặp lại những thiệt hại đáng tiếc về người như là trong đợt mưa lũ trước, hôm nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp đối phó. Đoàn công tác của Trung ương cũng đã có mặt ở vùng tâm lũ Bình Định, Quảng Ngãi để bàn các giải pháp đối phó cụ thể và hạn chế tối đa thiệt hại. Đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ liên tiếp trong nhiều ngày lại đón đợt không khí lạnh mới, miền Bắc có nơi xuống 6 độ nên tạo ra tổ hợp mưa lũ rất phức tạp. Mưa có thể cực đoan tại một khu vực lên đến hàng trăm mm. Nếu không chủ động di dân và ứng phó tại những khu vực xung yếu thì thiệt hại sẽ rất lớn. Chiều nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại Bình Định và đề nghị địa phương lập các chốt tại các ngầm tràn, tuyệt đối không để người dân đi lại lúc mưa to, lũ lớn, kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa và cần thông tin kịp thời cho người dân vùng hạ du. Ngoài ra, một việc cũng rất quan trọng là cần triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân vùng đang bị cô lập. Hơn 2 thập kỷ qua, dự án trồng rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro thảm họa được đánh giá là một trong những chương trình thành công nhất của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong việc trồng được 24.000 hecta rừng ngập mặn, góp phần ngăn ngừa thiên tai, bão gió ở 10 tỉnh, cải thiện sinh kế cho người dân. Ngày hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã cùng họp bàn với các nhà quản lý, nhà khoa học để tìm giải pháp tiếp tục duy trì những cánh rừng ngập mặn sau khi dự án kết thúc vào cuối năm nay. Trong suốt những năm qua, dự án trồng rừng ngập mặn đã được Hội Chữ Thập Đỏ 10 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình triển khai đạt kết quả quan trọng với 3 loại cây, tràng, đước và bần trên diện tích 24.000 ha. Hiện còn sống và che phủ gần 9.000 ha, bảo vệ gần 100 km đê biển.
Ngoài ra, dự án còn trồng được 103 ha tre bảo vệ đê sông và 398 ha phi lao bảo vệ ven biển, hỗ trợ xây dựng cộng đồng an toàn, giảm thiểu rủi ro thảm họa tại 392 xã thông qua việc nâng cao nhận thức, năng lực về phòng chống thiên tai cho chính quyền và người dân. Chương trình này đã nhận được 11,3 triệu đô la Mỹ và sẽ kết thúc vào cuối năm nay khi việc duy trì và phát triển tiếp những cánh rừng ngập mặn là không dễ dàng khi nguồn lực nước ta còn hạn chế. Tại hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục mong muốn các nhà tài trợ quốc tế quan tâm và hỗ trợ thêm cho dự án này trong những năm tới. Trước mắt, các đại biểu đề xuất thí điểm triển khai dự án giao đất, giao rừng ngập mặn và hỗ trợ sinh kế cho người dân để họ bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Trên mạng xã hội Facebook đang xuất hiện clip nhiều người tranh nhau xẻ thịt con trâu ngay ở giữa đường, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi mà một số người dân đã bất chấp nguy hiểm của bản thân để lao ra đường có đông xe qua lại chỉ để hôi thịt con trâu chết của một người dân địa phương. Liên quan đến vụ việc này, thì công an của thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận vụ việc và cho biết đang điều tra làm rõ nhóm người tham gia vụ xẻ thịt này. Hôm nay, công an phường Bình Chuẩn đã xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng thời gian 3 giờ sáng ngày 5 tháng 12 trên đường Mỹ Phước Vạn, đoạn qua địa bàn khu phố Bình Phú. Vào thời gian trên, người dân sống gần hiện trường phát hiện nhiều người đi đường đang cố gắng xẻ thịt con trâu nghi bị tai nạn giao thông, đã chết nằm giữa đường. Con trâu bị xẻo thịt có trọng lượng 120 kg, trị giá khoảng 12 triệu đồng. Chủ trâu là ông Nguyễn Thành Ngọc, 50 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Cuối, phường Bình Chuẩn. Ông Ngọc cũng chạy ra hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin. Nhưng khi đến nơi, người dân đã xẻo lấy thịt gần hết, chỉ còn lại phần đầu của con trâu. Hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người lên án bất bình với những người hôi của đã xẻ thịt con trâu này. Theo cơ quan điều tra, có thể nhóm người tranh nhau xẻo thịt con trâu là những người đi đường chứ không phải là dân địa phương, vì những người này đều đội mũ bảo hiểm khi tham gia xẻo thịt. Cũng theo cơ quan điều tra, hiện công an Bình Dương đã vào cuộc điều tra làm rõ những người tham gia vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Một clip khác cũng đã ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành vi nổ súng đe dọa một người phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh đang được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Người có hành vi nổ súng được xác nhận là ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty bảo vệ Việt Nhật tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Người trong cuộc đã chia sẻ gì và liệu hành vi đe dọa đó vi phạm pháp luật như thế nào? Sau đây là ghi nhận của VTC14. Theo clip được đăng tải, người đàn ông to cao này đã bắn chỉ thiên từ một khẩu súng cất sẵn trong người. Dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng hành vi và sự hung hăng của người được cho là giám đốc một công ty bảo vệ đã gây ra sự bức xúc, thậm chí là bất an trong dư luận. Bà Nguyễn Thị Thúy, nạn nhân cho biết, đó là đỉnh điểm mâu thuẫn khi bà liên tục phải đi đòi tiền lương cho con trai mình. Cho tôi gặp giám đốc, nói tôi là giám đốc này, có gì không? Cái cô mới nói là tại sao không tính tiền lương cho con tôi. Nó mới đập ngực, nó nói là ta không trả đó. Mày ngon mày đi thưa ai mày thưa đi. À, mày muốn thưa ai mày thưa. Nó không, cái này tôi phải kêu tới công an thôi, chứ tôi không có nói chuyện với ông bằng cái lời nói không đúng. Nó nói bây giờ hả, ta không trả đó, mày muốn công an phường hay công an quận hay công an gì cao hơn không, mày muốn không? Cái con vợ mới, cái anh mới lấy súng đưa lên đầu cô. Công ty mới hẹn em là ngày 30 tháng 11 anh nhận số tiền 45 ngày đó. Nhưng mà lúc em lên thì kế toán viện cớ là em chưa gọi điện trước, cho nên hẹn em vào ngày 2. Và ngày 2 em lên thì kế toán lại hẹn đến ngày 5 em lên thì kế toán vẫn hẹn nữa, và liền lý do là tổng giám đốc chưa ký hợp đồng, chưa ký giấy duyệt cho em nhận tiền. Cũng theo bà Thúy, ngay khi sự việc xảy ra, bà đã trình báo với công an phường, thế nhưng không được xử lý thỏa đáng cho đến khi clip được đăng tải bất ngờ trên mạng xã hội. Trong chiều nay, ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty bảo vệ Việt Nhật đã được yêu cầu thực nghiệm lại hiện trường vụ nổ súng. Cơ quan chức năng đang làm rõ khẩu súng xuất hiện trong clip là một loại công cụ hỗ trợ hay súng quân dụng. Nhưng theo các luật sư, đây là hành vi phạm pháp. Mức phạt tiền sẽ là từ 2 triệu đến 4 triệu đồng trong trường hợp sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ và hoặc là công cụ hỗ trợ trái quy định của pháp luật nhưng phải chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Và trong trường hợp này thì có thể bị xử lý về một cái hành vi nữa, đó là sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép. Hành vi dí súng vào đầu, nổ súng uy hiếp người khác, đe dọa một phụ nữ lớn tuổi là sự coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm khắc. Chưa kể nếu hành vi này nhằm cố tình chê y, không thanh toán lương cho người lao động theo hợp đồng,
cũng là điều mà ông Phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân đang sinh sống ở quận 5, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, phần nào có thể yên tâm hơn về tình hình an ninh ở đây. Khi ngày hôm nay thì công an quận này vừa đưa vào vận hành trung tâm chỉ huy và tích hợp camera. Đây là hệ thống vận hành camera hiện đại nhất của thành phố hơn 8 triệu dân. Vì ngoài khả năng quan sát thì thiết bị này còn có thể nhận diện nghi phạm và cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng. Hệ thống này hiện đã kết nối được 240 camera của 15 phường trên địa bàn. Hệ thống trung tâm tích hợp camera có rất nhiều tính năng rất hiện đại như là nhận diện khuôn mặt nghi phạm, báo động khi có tụ tập đông người, cảnh báo khi có người lạ xâm nhập khu dân cư vào đêm khuya hay cảnh báo cháy nhanh. Ngay sau đó, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với cảnh sát để có thể xử lý nhanh nhất. Dự kiến khi hoạt động ổn định trong năm 2017, trung tâm sẽ tiếp nhận và xử lý hình ảnh của gần 1.000 camera khác từ các khu vực chuyển về. Trung tâm cũng mở rộng việc kết nối về trung tâm chỉ huy thành phố, cảnh sát 113, cảnh sát giao thông để phân tích thông tin về biển số xe, nhận diện khuôn mặt, làm cơ sở điều tra xử lý. Hiện quận 1, quận 3 và quận 4 của thành phố cũng đang nhân rộng mô hình này. Liên quan đến những hình ảnh vi phạm về xử lý, quản lý chất thải y tế của các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn của thành phố Hà Nội được VTC14 phản ánh liên tục trong các bản tin nhật ký cuộc sống vừa qua, thì ngày hôm nay Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với VTC14. Đại diện lãnh đạo sở này khẳng định sẽ tiến hành xử lý các bệnh viện, phòng khám có vi phạm trong vấn đề quản lý, xử lý rác thải y tế. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận các phản ánh, hình ảnh thực tế xử lý rác thải tại một số bệnh viện, phòng khám do đơn vị này quản lý. Trong đó, tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, việc quản lý giám sát vận hành lò đốt rác thải y tế chưa đúng quy trình, phát sinh mùi sẽ được Sở Y tế tiến hành kiểm tra, yêu cầu bệnh viện báo cáo. Tại các phòng khám trên địa bàn thành phố, việc nhân viên y tế vứt rác thải y tế lẫn với rác thải sinh hoạt là thực tế đang diễn ra. Nguyên nhân của những tồn tại trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường, quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động là do hầu hết các đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách, kinh phí hạn chế, trong khi ý thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện về rác thải y tế chưa cao. Chúng tôi sẽ ghi nhận những các cái ý kiến các đồng chí đưa ra và ngay sau đây thì chúng tôi cũng sẽ có những các cái ý kiến và chúng tôi có các cái kế hoạch để xuống kiểm tra, giám sát và coi như vậy nhắc nhở. Đấy là như vậy, và nếu ví dụ như nhắc nhở đôn đốc mà các anh chị vẫn chưa triển khai thực hiện triệt để, chưa đúng theo quy định thì chắc chắn là Sở Y tế cũng sẽ phải quy trách nhiệm thực hiện theo. Nếu anh không thực hiện đúng thì phải thực hiện thì là giám đốc ở bệnh viện hoặc là các đơn vị phải chịu trách nhiệm. Theo Sở Y tế Hà Nội, trung bình mỗi năm, tổng lượng rác thải y tế thải ra từ 41 bệnh viện công lập, 52 phòng khám đa khoa, 4 nhà hộ sinh, gần 600 trạm y tế, ước tính khoảng 600.000 kg chất thải y tế nguy hại, 3 triệu kg chất thải thông thường và khoảng 1,8 triệu mét khối nước thải. Trong đó, hơn 90% bệnh viện thực hiện phân loại chất thải rắn y tế ngay tại nơi phát sinh, nhưng chỉ 50% trong số này thực hiện phân loại đúng từng loại chất thải theo quy định của Bộ Y tế. Hà Nội sẽ tiến hành di rời 117 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn 12 quận nội thành ra ngoại thành, trong đó thì có các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, theo lộ trình di rời các cơ sở công nghiệp theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, 4 quận nội thành gồm có Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Giai đoạn 2, di rời các cơ sở vừa gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch. Giai đoạn 3, di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Và giai đoạn 4 là di rời các cơ sở còn lại. Hiện thành phố đang xem xét 21 dự án thuộc diện di rời nhà máy ra khỏi khu vực nội thành với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 346.000 m². Thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức phân nhóm tiêu chí thứ tự di rời các cơ sở không phù hợp quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở khắp mọi nơi, không chỉ ở Hà Nội. Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây thì người dân ở thôn Đồng Xài thuộc xã Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh bất bình trước thực trạng ô nhiễm môi trường do bãi xử lý rác thải nằm trong khu vực gây ra. Và có một điều đáng nói đó là rác thải thay vì được chôn lấp, xử lý đúng quy trình thì đã hơn một lần biến mất bất thường. Chị Kiên làm bánh ở chợ Đồng Xài. Mỗi buổi chiều hai vợ chồng chị làm được gần chục kg bánh. Tiền thu được không chỉ chi tiêu cho gia đình mà còn dành hẳn một khoản để mua vỉ ruồi. Theo chị, công việc nhồi bột nặn bánh chẳng vất vả mấy so với việc xua đuổi loài vật đáng ghét này.
chị nặn bánh chưa xong thì vỉ ruồi cũng đã kín chỗ. Rớt những cái nước hôi thối ra đường ấy, ruồi muỗi thì nhiều. Ăn thường thường bữa cơm của những ngày gió, những cái hôm mà gió bắc mưa dầm đấy là mồi hôi kinh khủng, tôi không chịu được. Những gia đình ở Đồng Xài như chị Kiên, chi phí mua vỉ ruồi được tính toán trong sinh hoạt phí của gia đình. Đơn giản vì họ sống cạnh khu xử lý rác thải, nguồn cơn của nhiều nỗi bức xúc cho người dân những năm gần đây. Không cả dám mở cửa, bởi vì nó tự nhiên có những cái hôm mà nó rửa rời, nó ùn vào đây có nghĩa không ấy được, mà nhiều hôm ở dưới kia nó đốt, có nghĩa là từ đây chỉ cách nhau 10 mét không nhìn thấy, cái tốc độ ngày như này 10 mét không cháu mà không nhìn thấy, thì cháu bảo là mức độ khói của nó đến mức độ như thế nào. Khu vực xử lý rác thải Đồng Xài có đến 4 công ty xử lý với diện tích trên 67 hectare. Trong đó có 2 công ty xử lý rác thải sinh hoạt và 2 công ty xử lý rác thải công nghiệp thông thường và nguy hại. Những ống khói như thế này ngày đêm xả thải ra khu vực sinh sống của người dân. Và chúng tôi người dân chỉ biết phản ánh với thôn. Thì thôn nếu không trả lời thế thì chúng tôi đề bạt với cấp trên thì chúng tôi không có cái thẩm quyền này. Ở Đồng Xài dù bức xúc với ô nhiễm, nhưng nhiều người dân đành tặc lưỡi sống chung. Thậm chí người dân nơi đây còn có hẳn một bài hát nói về cuộc sống cạnh bãi rác. Làm bánh nghe âm thanh phát ra từ chiếc tivi ngay cạnh, nhưng cuộc sống của những người dân như chị Kiên lại chẳng có nhiều vị ngọt. Đồng nặng mây trúc cây, mùi hôi khắp quanh làng. Liên quan đến vụ việc này thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh và cơ quan chức năng để làm rõ thông tin về trách nhiệm quản lý xử lý kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các đơn vị xử lý rác thải tại Phú Lãng. Thông tin mới sẽ được phát sóng trong các bản tin nhật ký cuộc sống tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, như VTC14 ngày hôm qua đã đưa tin, bé Hải Yến 2 tuổi sau khi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong đã bị liệt chân phải. Chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Trung ương để khám thì bé Yến được kết luận là mắc bệnh viêm đa rễ dây thần kinh. Và câu hỏi là viêm đa rễ dây thần kinh là gì? Liệu có mối liên quan nào đến bệnh viêm phổi mà bé mắc trước đó hay không? Đang là vấn đề mà nhiều người dân quan tâm. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Cao Vũ Hùng, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, viêm đa rễ dây thần kinh là một bệnh tổn thương thần kinh ngoại biên cấp tính. Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ ràng, nhưng theo bác sĩ Hùng, căn cứ vào các tài liệu y khoa thì bệnh thường xuất hiện sau nhiễm khuẩn vài ngày hoặc vài tuần. Một số trường hợp bệnh xuất hiện sau can thiệp ngoại khoa, do đó được coi là một bệnh tự miễn, không có tính chất gia đình và cũng không lây truyền. Do đặc điểm tổn thương đối xứng ở tất cả các dây thần kinh ngoại vi nên trong giai đoạn đầu, người mắc viêm đa rễ dây thần kinh thường có biểu hiện liệt hai chi dưới hoặc tứ chi. Liệt thường khởi đầu ở hai chi dưới, sau đó đến hai chi trên, đặc điểm là liệt mềm đối xứng. Liên quan đến việc có hay không mối liên quan giữa bệnh viêm phổi và viêm đa rễ dây thần kinh, bác sĩ Hùng cũng cho biết do bệnh có thể xuất hiện sau khi cơ thể bị nhiễm khuẩn vài ngày nên không loại trừ việc có liên quan đến bệnh viêm phổi. Tuy nhiên trường hợp của bé Hải Yến phải được thăm khám, chẩn đoán kỹ thì mới có thể có kết luận cuối cùng. Cũng liên quan đến trường hợp của bé Hải Yến, ngay sau khi phát sóng phóng sự đã có nhiều khán giả, trong đó có một số bác sĩ đông y liên hệ với VTC14 với mong muốn là được chữa trị miễn phí cho bé Yến. Thưa quý vị, thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết là 50% số trẻ khám về thần kinh bị mắc động kinh. Đây là một loại bệnh liên quan đến não bộ khiến cho bệnh nhân dễ tái phát những cơn co giật không rõ nguyên nhân. Các bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người bệnh. Điều đáng ngại đó là bệnh động kinh thì đang gia tăng đến mức báo động ở trẻ em. Đây là những giây phút hiếm hoi, cậu bé này được thoải mái vui chơi cùng mẹ. Mặc dù đã 4 tuổi, nhưng việc đi lại của cháu gặp nhiều khó khăn. Vết sưng to trên trán chính là hậu quả của những lần vấp ngã khi co giật. Cứ mỗi một tiếng dậy là cháu ngủ dậy là cháu, trong một tiếng đồng hồ đầu tiên cháu ngủ dậy là cháu gật đến 50 lần. Nếu không trông cháu thì cháu cứ ngã suốt. Có đến một nửa số trẻ nằm điều trị tại đây, từ khi ra đời, hiếm có một giấc ngủ ngon. Cơn động kinh
khiến những cơ thể bé bỏng rung lên bất cứ lúc nào. Cháu bị cả ngày cả đêm ấy, hầu như là cũng không được ngủ, nhưng sau bác sĩ điều chỉnh thuốc thì cháu nó đỡ dần. Và mỗi một ngày thì chúng tôi có gần 200 bệnh nhân đến khám ngoại trú, thì một nửa trong số đó là bệnh nhân động kinh với các cái mức độ khác nhau. Theo các chuyên gia thần kinh, cần phân biệt rõ cơn co giật với bệnh động kinh. Để xác định bệnh nhi có mắc bệnh động kinh, các bác sĩ sẽ phải tiến hành xét nghiệm chẩn đoán. Chấp xỉ 70% bệnh nhân động kinh là hoàn toàn có thể khỏi bệnh với một chất lượng cuộc sống như bình thường. Rõ ràng, bệnh động kinh đang gia tăng đến mức báo động ở trẻ nhỏ. Rất nguy hiểm, nhưng cũng đáng mừng là một tỷ lệ khá cao có thể chữa khỏi. Chính vì vậy, phụ huynh không nên bi quan mà bỏ qua cơ hội trẻ được điều trị. Nhờ tuân thủ đúng lịch tái khám và thời gian uống thuốc trong khoảng 2 năm, không ít trẻ đã có cuộc sống bình thường trở lại. Tỷ lệ bà mẹ tử vong sau sinh tại các huyện miền núi cao gấp 3 lần so với tỷ lệ tử vong trung bình trên toàn quốc. Đây là con số được ghi nhận trong báo cáo đầy đủ về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Việt Nam. Để cải thiện tình trạng này, thì Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Save the Children phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh liên tục từ gia đình đến bệnh viện. Đây là mô hình được triển khai dựa trên hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện hành, trong đó tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và huy động cộng đồng địa phương. Cách chăm sóc sức khỏe liên tục từ gia đình đến bệnh viện cho phép các tỉnh, huyện, trạm y tế xã và cộng đồng có thể đánh giá, cải thiện, theo dõi và duy trì các hoạt động lồng ghép như là cải thiện thực hành chăm sóc sức khỏe tại nhà, củng cố các dịch vụ y tế ngoại tuyến, chuyển tuyến, cung cấp thiết bị vật tư, cải thiện hệ thống nhân lực y tế. Sở Y tế Hà Nội cho biết trong chiến dịch ngày vì chất dinh dưỡng đợt 2 năm 2016 vừa qua thì 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A. Theo đó đã có 500.000 trẻ đã được uống vitamin A liều cao. Theo kết quả điều tra, Hà Nội có hơn 457.000 trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, 2.071 trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú sữa mẹ. 13.860 trẻ từ 37 đến 60 tháng tuổi cần uống vitamin A, điều trị dự phòng và hơn 8.500 bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng được uống bổ sung vitamin A trong đợt này. Hầu hết đã được uống vitamin A. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vitamin A là vi chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho tăng trưởng và bảo vệ cơ thể. Vitamin A giúp phòng chống bệnh khô mắt, bảo vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc, giác mạc mắt, làm tăng khả năng đề kháng của cơ thể đối với bệnh nhiễm trùng. Một thông tin y tế rất đáng chú ý, từ năm 2018 tới, Bảo hiểm xã hội sẽ đưa mức hỗ trợ cho người cận nghèo bằng mức hỗ trợ người nghèo là 100%, thay vì 70% chi phí mua bảo hiểm y tế như hiện nay. Theo đó, ở Việt Nam, khoảng cách giữa nghèo và cận nghèo không lớn, cho nên Bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ 100% cho hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, nhiều điểm mới trong luật bảo hiểm y tế cũng sẽ được thi hành trong thời gian tới. Cụ thể, mở rộng quyền lợi cho trẻ em dưới 6 tuổi được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả một số sản phẩm dinh dưỡng nhưng mang tính chất đặc thù theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điểm mới nữa là thay đổi phương thức thanh toán, xóa bỏ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến huyện. Sau khi thông tuyến thì việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến huyện gần như là không có ý nghĩa. Việc phân bổ quỹ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến huyện vừa khó cho bệnh viện trong công tác quản lý lại vừa tạo sơ hở lãng phí.